máy băm cỏ 7TA bình quân, thiết bị hỗ trợ chăn nuôi tiện ích nhất năm 2022. Phiên bản nâng cấp từ nhiều dòng máy băm cỏ trước đó và sẽ mang tới hiệu quả làm việc cao hơn, rút ngắn thời gian chế biến thức ăn xanh nhanh chóng. Vậy xin mời quý vị hãy cùng Na Lai ít phút để cùng tìm hiểu về dòng sản phẩm mới này. Ngân ơi, em đi đâu đây? Em đi băm cỏ cho bò. Không có điện thì chạy kiểu gì? Ý không có điện vẫn chạy được, anh tin không? Lát nữa em cho anh xem. Như ban nãy thì quý vị cũng đã có thể thấy là Thu Ngân di chuyển dòng sản phẩm mới, đó chính là máy băm cỏ 7TA do công ty Bình Quân thiết kế. Đối với dòng sản phẩm này thì quý vị hoàn toàn không cần phải sử dụng điện mà vẫn có thể băm cỏ. Vậy thì tiếp theo đây, Thu Ngân sẽ khởi động đổi cơ chế giật nổ của dòng sản phẩm này để quý vị thấy rõ được khả năng làm việc của máy nhé. Tại đây chúng ta có một công tắc bật tắt của đề đây, bật lên ạ. Đây là bộ phận ga, chỉnh ga về khoảng một nửa. Giật. Trước đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về cấu tạo chung của máy. Máy băm cỏ 7TA bình quân sẽ bao gồm một toa nạp dạng máng. Tiếp đó là hệ thống buồng băm ưu việt sẽ băm nhanh, băm nhỏ thành phẩm và phun qua cửa xả ngang. Thiết kế với hệ thống đầu nổ kéo tải tương đương 5,5 HP và cho nguồn năng suất đạt tối đa 1 tấn trên mỗi giờ. Và tại đây, Thu Ngân cũng đã chuẩn bị các nguyên liệu là cỏ voi, nguyên liệu phổ thông để sử dụng cho gia súc từ trâu, bò, dê, ngựa để chạy và băm cho quý vị thấy rõ được khả năng máy làm việc tối ưu ra sao. Nguyên lý hoạt động của máy băm cỏ 7TA là đưa thẳng trực tiếp nguyên liệu theo máng nạp dạng ngang đi vào buồng băm. Nguyên liệu sẽ được kẹp kéo và cuốn tự động nhờ quả lô đi thẳng vào buồng băm, phun thành phẩm qua cửa xả ngang. Với hệ thống quả lô kẹp kéo sẽ giúp người dùng sử dụng an toàn, không cần phải đưa nguyên liệu vào quá sâu bên trong, không những vậy, gia tăng khả năng băm cỏ được đồng đều hơn. Tính năng của máy băm cỏ 7TA bình quân là có thể vừa băm các loại rau cỏ thân mềm như cỏ voi, thân cây ngô, cỏ xả, ngọn mía. Và ngoài ra, máy còn có khả năng băm với rơm khô. Và ở video lần sau, Thu Ngân sẽ vận hành thử băm máy với rơm khô để quý vị thấy rõ hơn. Thiết kế nhỏ gọn, độc đáo, tiết kiệm không gian sử dụng, tính năng vượt trội, tốc độ băm nhanh chóng cho nguồn năng suất đạt tăng cao từ 800 đến 1.000 kg trên giờ. Và đây là thành phẩm chúng ta thu được ngày hôm nay. Quý vị có thể thấy ạ, với dòng sản phẩm mới, máy băm cỏ 7TA, khả năng băm cỏ của máy nhỏ nhưng mà không hề có hiện tượng bị nhuyễn hay là chảy nước. Cỏ rất khô, ráo và vật nuôi có thể ăn dễ dàng, không bỏ cả phần gốc lẫn phần ngọn. Vậy tại sao với dòng sản phẩm nhỏ gọn như vậy mà máy lại cho năng suất cao? Thì đó chính là sự hỗ trợ nhờ vào bộ dao băm ưu việt, gồm 8 dao hai lưỡi dày dặn được bố trí trên một trục quay chính. Dao băm sẽ được thiết kế lắp chéo cắt xéo để gia tăng khả năng băm những thân cây cỏ già, cứng hoặc băm rơm nhanh chóng. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi đúng nghĩa là Thu Ngân đi băm cỏ cho bò. Và với dòng sản phẩm máy băm cỏ 7TA này, hoạt động hoàn toàn không cần nguồn điện. Như với cơ chế của hệ thống đầu nổ 5,5 HP thì ở mọi nơi quý vị đều có thể sử dụng máy băm ngay trên đồng ruộng hay băm trực tiếp ở những nơi không thể lắp đặt được nguồn điện. Vậy nếu như quý vị còn điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm mới này, vui lòng liên hệ ngay tới số điện thoại quen thuộc đang được hiển thị phía trên màn hình. Quý vị sẽ gặp được các nhân viên tư vấn đang có mặt trực tiếp tại công ty và nhận báo giá ngay trực tiếp tại xưởng sản xuất. Đến đây là video cũng đã tới hồi kết thúc. Thu Ngân mong rằng quý vị đã có thể lựa chọn cho mình dòng sản phẩm máy băm cỏ phù hợp với quy mô của mình nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video lần tới.